Những nguyên tắc không thể bỏ qua trước khi đi đổ xăng. Khi phần lớn người dân Việt Nam dùng xe máy ô tô làm phương tiện đi lại, thì việc đổ xăng là công việc hàng ngày không thể thiếu. Dưới đây là video tổng hợp các quy định cần nhớ trước khi đi đổ xăng. 1. Thay đổi tần suất điều chỉnh giá xăng. Theo quy định mới nhất tại khoản 11 điều 1 Nghị định 80 năm 2023, thời gian điều chỉnh giá xăng đã được điều chỉnh lại cố định vào ngày thứ 5 hàng tuần, thay vì theo quy định cũ là 3 lần trên tháng, là vào các ngày mùng 1, 11 và 21 hàng tháng. Như vậy, khi đi đổ xăng, quy định mới nhất người dân cần phải biết trước khi đi đổ xăng là đến thời điểm điều chỉnh giá xăng là thứ 5 hàng tuần để có kế hoạch đổ xăng hợp lý, phù hợp. 2. Quy định về việc mua xăng bằng chai lọ. Theo khoản 2 điều 35 Nghị định 99 năm 2022, Chính phủ quy định hành vi và mức phạt khi vi phạm về việc kinh doanh bán lẻ xăng dầu như sau. Phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng nếu bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can chai và các dụng cụ chứa đựng khác trừ thương nhân là hộ kinh doanh, trạm cấp phát xăng dầu thuộc lực lượng vũ trang thuộc địa bàn miền núi, vùng cao, được cho phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu với quy mô, trang thiết bị phù hợp với điều kiện kinh doanh xăng dầu ở khu vực đó. Như vậy, theo quy định này, các cửa hàng bị cấm bán xăng qua cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can chai, trừ trạm xăng thuộc lực lượng vũ trang đáp ứng các điều kiện. Tuy nhiên, pháp luật không có quy định cấm người dân mua xăng thông qua thùng, can hoặc chai. 3. Phạt nặng khi dùng điện thoại ở cây xăng. Căn cứ khoản 1 điều 12 quy chuẩn kỹ thuật và thiết kế của cửa hàng xăng dầu ban hành kèm theo thông tư 15 năm 2020, tại cây xăng phải niêm yết nội quy phòng cháy chữa cháy và phải có biển cấm lửa, cấm sử dụng điện thoại di động ở các vị trí dễ thấy, dễ đọc. Đồng thời, theo khoản 1 điều 35 Nghị định 144 năm 2021 của Chính phủ, người mang diêm, bật lửa, điện thoại di động vào nơi có quy định cấm thì sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng. 4. Giá xăng có thể giảm. Việc giá xăng dầu giảm có thể do tác động của hai yếu tố. Thứ nhất, tại Nghị định 80 năm 2023, Chính phủ đã thay đổi giá cơ sở xăng dầu đảm bảo tính đúng, tính đủ để mang giá xăng gần sát với giá xăng thế giới nhất cho người dân. Thứ hai, mặt hàng xăng dầu là mặt hàng chịu thuế bảo vệ môi trường và mới đây, tại Nghị quyết 42 năm 2023, mức thuế này áp dụng với xăng dầu đã có sự thay đổi. Cụ thể, Quốc hội thống nhất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu mỡ nhờn với mức giảm là 50% so với mức thuế hiện tại đang áp dụng. Theo đó, mức thuế mới áp dụng từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến hết 31 tháng 12 năm 2024 chỉ có một nửa so với hiện tại. Cụ thể, xăng trừ ethanol chỉ còn 2.000 đồng trên lít so với mức cũ là 4.000 đồng trên lít. Tương tự, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn sẽ hưởng mức thuế sau giảm là 1.000 đồng trên một đơn vị so với mức hiện tại là 2.000 đồng. Riêng mặt hàng dầu hỏa sẽ giảm còn 300 đồng trên lít so với mức hiện tại là 1.000 đồng trên lít. Đồng thời, từ mùng 1 tháng 1 năm 2025 trở đi, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng sẽ áp dụng theo mức cũ tại Nghị quyết số 579 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Như vậy, do tác động của hai chính sách này mà giá xăng trong thời gian tới có thể sẽ có biến động. Như vậy, có thể thấy trong năm 2024 có khá nhiều chính sách mới áp dụng với xăng dầu. Kéo theo đó, người dân cần nắm rõ những quy định mới nhất, người dân cần phải biết trước khi đi đổ xăng để đảm bảo quyền